Theo thống kê chi phí, mùa vụ năm nay gần như phá huề đối với ông Quỳnh Tấn Đắc. Hơn 6 công đất lúa, canh tác khoảng 3 tháng, lời dõn dẹn hơn 3 triệu đồng. Tuy nhiên, điều này chưa phải là khó khăn nhất, bởi để tìm được thương lái bán lúa trong thời điểm này cũng là một quá trình gian nan với ông. Nguyên một cánh đồng thì bán cho cò đó, gần tới mới có lại tới mùa rồi chứ, hôm mùa trước thì có đi mua trước, đưa cọc, còn mùa này mùa trễ không có đưa cọc, đưa bọng gì hết. Đấy là cho hay nó 5.400 đó, ai bán thôi. Chắc chừng nào cân thì lấy tiền luôn. Đáng ra, chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Khi thời điểm này, ảnh hưởng của dịch bệnh, giá lúa thấp, thương lái ít thu mua cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cùng thời điểm này tại nhiều khu vực khác cũng ngay trên địa bàn xã Tân Nghĩa, lúa của nhiều nông dân cũng đang bắt đầu thu hoạch và bán thuận lợi do được các công ty thu mua chốt giá từ trước ngày cắt ít nhất nửa tháng. Nông dân hoàn toàn có thể yên tâm chuẩn bị chu đáo cho ngày thu hoạch thời giãn cách cũng như vụ mùa mới. Sự khác biệt nằm ở chỗ diện tích sản xuất có liên kết đầu ra và không liên kết đầu ra. Điều này cũng là câu chuyện bất đồng của nhiều nông dân tại khu ô bao số 1 xã Tân Nghĩa trong thời gian qua. Mỗi năm là có liên kết một hai hộ lúa mà không có được mùa là bên thu mua là đợi khi nào chín gục nó mới chịu vô cắt, máy mới cắt. Liên kết xong là bán lúa là tới một tháng mới lấy tiền, nhanh nhất cũng 10 ngày. Thành ra người ta không có chịu liên kết là vậy. Dịch bệnh hôm nay thì lúc nào cũng vậy, công ty người ta sẽ ưu tiên cho những cái diện tích người ta đã có ký hợp đồng trước. Sau khi người ta đã thu mua cái đó rồi, nếu như người ta còn có các nhu cầu thì người ta mới mua ở đến những người ở ngoài. Một vụ mùa khó khăn nhưng cũng chỉ ra một điều rằng, khi nào người nông dân biết hợp tác sản xuất cùng nhau, biết liên kết làm ăn với doanh nghiệp, thì khi đó bài toán chi phí cao, chất lượng thấp sẽ được giải quyết.